Hiền Miu xin chào anh em. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì Hiền Miu cũng xin phép giới thiệu là có những sản phẩm vừa cập bến bên em Miu. Toàn hàng tuyển chọn và có những cả lô sản phẩm full shop luôn anh em nhau. Thì hôm nay xin phép giới thiệu tới anh em. Đầu tiên là một cái combo của dòng loa B3. Trước mắt quý khán giả đây là đôi loa B3 X12i và một đôi súp của B3 cực đẹp. Cũng như Hiền Miu cũng còn sở hữu thêm một cái cục đẩy để chuyên đánh súp, quá đẹp luôn anh em nhau. Cái này B3 súp mặt sở hữu bát 50 từ 220 cô 100. Đây là con đẩy chuyên đánh súp Kenwood PGX 800S. Con này thì vì sao Hiền Miu nói là nó chuyên trị súp, vì con này nó có cả đường đánh cắt cốt, cắt cốt ở phía sau đây, quay cho anh em. Con này thì anh em có thể đánh súp thì sẽ cắt ở bao đờ súp này, cắt chính giữa này, và đáp tuyến thì anh em tùy đánh rộng hẹp từ 25 hẹp lên 150 hẹp. Đối với con súp, con đẩy chuyên trị súp này thì có thể vừa đánh súp đập nhưng cũng vẫn vừa đánh phun được anh em nhé. Giá chỉ có 4.500.000 thôi. Máy chạy 32 sò, thoải mái quật cho đôi súp này. Đôi súp này thì có mã số là Beta Theta Velux S118 1800B.